Hi anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của tất cả những linh thú thật tài tăng một sao. Ok, chào mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Ok, đỡ đòn đầu game khá là ok, có tí giáp vào đánh nó cũng khá là trâu. Ba con tướng một sao này anh em, đánh thử một tí cũng được, lâu không đánh. Đấy. Chứ chắc đã thắng được nhưng mà ba con tướng một sao này cũng khá là uy tín anh em ơi. I'm just gonna shake. Khỏe lắm anh em ơi. Ok. Mình sẽ bánh thêm một tí nữa nhé. Không cần mua thêm gì đâu. Không cần tướng gì thêm là. Mua thêm tướng giờ hơi tốn tiền em. Không đủ tiền. Ok này em. Bạn này về hơi muốn lấy thêm một bạn nữa để lấy Noman nhỉ, nhưng mà khó ta. Sao mấy bạn này cũng khỏe rồi, bạn này khá khỏe. Thua mình bán bạn Lassi đi nhá, thì mình cũng phải yếu đâu. Sư And the hands on the head, Okay, bây giờ bắt đầu suy nghĩ xem đánh con gì nhá anh em. Bắt đầu suy nghĩ dần dần. Bán này đi tìm mua lại. Đánh gì nhỉ? Gì bây giờ? 16 con Yon. Để này là tạm đấy nhá, mình cũng chưa biết chơi gì.
này chắc là mình thua rồi, bọn này trúng quẻ. Mà có một cái cung ở đây với cả một cái đồ kia nên là mình đang hơi cân nhắc để đánh cung hoặc thú gì đấy. Nhon xảy ok quá nhỉ. Tiếc mà lại thua trận này quá anh em ơi. Chưa check được thương em ấy. Check thương sau nhé. Check thương sau đã nhé. Nghiệm voi 2 này. Thủ vệ à? Mà này đánh 3 thủ vệ à? Sắp chuẩn bị 4 thủ vệ à? Quế mất này chưa đánh thằng cho voi nhá. Check hết nha. Mình chưa check nhà nào từ đầu đến giờ. Thương bắt bên này thôi em. Mình cho con Iris sang bên này được. Vệ vào giữa này, thành đồ như này. Nhọn chưa xây nữa tự chết rồi. Hà tê này mới xây được. Hà tê một hơi yếu. Give me a drop of money. Thứ ba. Có thể mình sẽ cần phải thay thay sang bài thú anh em. Mọi chuyện đi theo chiều hướng khó khăn thì mình phải thay sang thú. Sát thủ đang chưa tự tin lắm. 7 con giòn này anh em. Trông nó cũng khó. Dễ thay sang thú. Voi 2 chắc vứt đi. Thế tiếc con voi 2 mình. Trận này mới thua được ngon, trận này chắc không thua được rồi. Trừ khi hai AT kia cần hết không? Cần. Bài này mình xoay thú cũng ok này. Đồ đạc thế kia. Give me a one for the money. Nó xoay thú nha anh em nhé, bởi vì nhìn nó chồng chất ghê quá. Thấy nó không hợp lý để đánh voi rồi. Cái khác nữa rồi. Bán thần thì có thể nhé. Ari chắc mình cũng vứt đi thôi. Ari cũng không chơi nữa. Sean Gret. Lúc này cho AT nó đi, 3 đồ AT đi. Every good man, the door to another dimension opens now. Just love me.
Cái pháp sư cũng được ta. Cái pháp sư rồi mình cho con nó ấy chơi. Chơi liều thì anh em ơi, chúng ta phải liều một chút để thành công thôi. Liều mạng thành công thôi. Mình không dùng đâu. Liều một chút anh em ơi. Liều này thì có cái giờ là còn nếu mà anh em mà các bạn kia bạn ấy xoay cái thương ra giữa là cũng hơi khổ cho mình. Xoay thương ra giữa thì hai t có thể bị bắt anh em. Nên là cũng chơi hơi liều sẽ an toàn hơn một tí cho anh em đánh. Cái ba phù thủy cũng ok lắm nhỉ. 21.000 dam à. Cá nhân mình muốn lấy hai sách thánh thôi, nhưng mà đồ này thì hợp cho thên ma lốc các thứ nữa. Lấy hai sách thánh thì một sách thánh cho con cát, một sách thánh cho teo, nhưng mà chưa chắc mình đã chơi teo anh em ơi, nên là coi là một sách thánh thôi vậy. Nào check tiếp, check đa phần check các bạn cầm thương kia. Đấy, bạn cầm thương kia đứng đâu rồi anh em. Con voi mình cứ giữ lại nhé, cho anh em đỡ phải lấy nhé. Quá mấy con voi này. Chịu thật ta. Let there be ground control. We have ignition. Một thể năng sao không? Bỏ nhé. Voi cầm một chút nữa đi. Mà cũng chưa lên được đâu. Này đứng trên này nhá. Mình muốn hai cái con này lên trên trước, chết trước rồi con này đi bộ lên chết trước anh em mới chết sớm. Ui chết sớm. Thương bắt đáy bên này. Thương bắt đáy bên kia. Teo bắn chéo góc này à. Thương góc này này đi. À, quỷ xì kéo nó giết mình mất. Quét nộ đây ra. Ôi dồi ôi, HT ơi đừng sấy mấy quả đần độn đấy được không. Ôi má, đang ghê quá. Đây không cứu được rồi anh em. Nãy có ulti của Teo thì cái suy nó gì là cho nó mất nửa cây. Thế mình gặp các bạn cương bên này rồi không? Thế mình còn gặp bạn Red này thôi không? Ok. Trên 9 con. Chơi được em. Teo ai cầm à? Mình một con teo. Chắc là nó cầm tìm con teo, tìm một con ba lốc các thứ. Phá được rồi đấy. Thua 3 mong thua trận nữa được, nhưng mà thua nhẹ nhàng thôi anh em. Thua được chiêu chiêu thôi thì được. Mãi em trên xe nèo này. Thua nhẹ nhàng thôi, đúng rồi, giết nó lấy đi. Bình thường. Không sao, thua nãy cũng được. Chấp nhận được nha. 4 này là vẫn sống. Ok, rồi tìm chút tướng lại nhé. Này vứt này. Giờ tìm lại sau được nha. I wanna be with you. Oh. Love me. Give me one for money.
Phát 9 mình hay lên lên 9 luôn nhỉ. Nghĩ nó muốn tìm một con ma lớp 2, ma lớp 2 giờ này cũng khá là em đi tìm tướng một chút nữa nhé. Mà lúc 12 con anh em ơi. Teo một yếu nhớt anh em ơi, phải lên là con teo 2 gì đó. Phải roll lên một tí nhé. Teo 2 xong rồi phải cho con ma lốc này vào mới tanh được góc bên kia nữa. Hơi yếu. Lo phết anh em ơi. Rồi. Teo 2 được. Ma lốc bà luôn đấy chứ. Được đây, được đây. Tạm này đi. Không cần. Thế thì ma lốc 2 luôn nhỉ. Ma lốc 2 luôn nhỉ. Còn ma lốc 3 luôn được cái chứ anh em. Làm sao em, làm sao em. 1, 2 QC bỏ. QC giữ đi. Tao bên kia bắn nó cũng đẹp thế nhỉ. Sao mình giết được con teo 2 kia thôi. Để ra tí mình đổi nhé. Đổi sang con khác. Cát sao. Chillin' for the money. It's always money. Gần 2 Vera lắm nhỉ. Cắng tìm hai con ma lốc nữa lên con ma lốc 3 luôn anh em ơi. Vội lắm rồi. Đang rất là tình trạng vội ở đây rồi. Bây giờ con ban doom mà mình hay quên con ban doom lắm nhỉ. Thú. Ghi nó lại một chút đấy. Hay quên đấy. Thắng lên con ui, cố lên con Maloc 3 phát. Là mình yên tâm hơn một chút liền này. 37 máu anh em ơi. Trông cũng hơi căng. Nhưng mình nghĩ là lên được, mình nghĩ là khả năng cao là lên được Maloc 3 sớm. Quá đẹp quá, đẹp quá. Cháy cháy cháy. Con cạn chưa thấy. Toàn thú hết này. Đây là có 3 rồi. Từ từ sẽ lên anh em, không vội. Trận này mình sẽ đánh teo nhá. Đánh thê nữa vậy. Thê ông ti quả đẹp này. À teo ông ti quả đẹp này. Ui ơi, mà lốc nhảy. Nhảy thế đấy. Trời ơi. Má cái phần. Đấy không biết chôn đẹp hay chôn xấu đó em ơi. Không biết quả đấy là phải là chôn đẹp hay chôn xấu đó. Teo 1 này hơi cùn. Gần một teo 2. Thế thôi, xong rồi đấy anh em.
Mình sẽ rồi thêm một vòng bình tĩnh nhé. Bình tĩnh làm quái gì, lên sửa ma lốc 3 đi. Nhưng mà thứ ba bây giờ đấy, mình đang có 5 con ma lốc này. Tất cả không ai lấy ma lốc cả. Mình cũng hơi tiếc anh em ơi, mình có thể giữ thẻ tăng sao này cho một con teo, một con gì đấy. Nghe nó cũng quý giá không kém mà anh em. Mình đang chờ nhé, nếu mà mình có thêm hai thẻ tăng sao nữa nhá. À, mình có thêm hai con ma lốc nữa nhá. Thì mình có thể mình sẽ ném một cái thẻ tăng sao cho con ma lốc thôi. Sau một thẻ tăng sao kia mình nên giữ được von cát. Thì là thế. Anh em ơi. Nên là mình đang rất là cân nhắc lúc này đây. Nhưng mà lúc 3 cũng ok, nhưng mà thứ nhất là không có choi cho nó đã vượt. Trận này có Yon không? 1, 2 con Yon, 3 con Yon. Thương. Ê thế thì có ma lốc nữa đi. Ok. Đó, đúng quy trình phết anh em ơi. Quy trình phết. Ok. Và chúng ta sẽ có cái thương này cho con, chắc là cho con Crest nhé. Ma lốc này. Give me one for the money. There's no one with no money. Và kia mình sẽ cho von cát nhé. Có von cát phát mình cho vào luôn. Von cát 2 luôn. Uy tín liền. Nào cũng mắc bình cái team này phết đấy chứ. Von cát này. Uy căng nha. Nhưng mà lúc 3 chắc tăng được. Tăng được anh em. Nhảy phát nữa. Mất liềm đúng không? Mất liềm đúng không? Chứ mất liềm. Sao anh em? Mà lúc 3 nó khỏe lắm, nó khác biệt lắm. Đúng quy trình phết anh em ơi. Vừa đủ 3 ma tộc, vừa có ma lốc 3. Bây giờ có von cát phát là mình thay vào luôn được. Đúng quy trình. Quy trình 6 con. Chỉ một con. Đồ thủ ngon. Nó đã ngon, mình lấy cho. Không vội em ơi, không vội đâu. Với cả đam này, mình cảm giác Crest khá nhiều đam không? Cho con Crest này thêm một tí đam cũng được. Không còn được không? Có thêm cái này là ok. Teo không biết bắn được nhiều. Bắn được 2 phát bên kia. Chưa check thương nhá anh em nhá. Mình phải check thương một chút nữa đấy. Tí nữa chúng ta quay lại check thương một tí. Bây giờ con ma lốc mình đang có choi này. Khi mình cho con ma lốc ra giữa đi. Ma lốc ra giữa thì nó còn thể thì nó ghê quá. Sao ma lốc 3 cơ được hết không? Thằng đánh đổ vào mặt đầu rồi bạn ơi. Được quá. Ra khỏi đấy mình để con ma lốc ở giữa. Quên đấy. Không sao. Sao vậy? Queen Chana. Nhưng mà khả năng con này 44 vàng phải lấy luôn này. Luôn này. Ôi, vội lắm. Dạ, con ma lốc ở giữa luôn nhé. Này mình ra con von cát luôn thì ngon. Bíp già. Bíp già đấy. Hai thương, ừ đấy, mình bảo mình trách thương, mình chưa trách thương em ơi. Là trách thương nữa chứ. Ô, ơ, lỗi game đứng. Mà lại lỗi game kìa. Gì đây? Sao vậy rồi? What the fuck? Anh thế? Thế còn đấy mình chờ một con phút cát nữa thôi à. Dù còn đập lên con cát 2 là xong mà. Ê, thua luôn kìa. Eo ơi game. Ma lốc của mình sao mà còn định.
sao không nói nổi. Bực thế nhở. Kiểu gì?